Thiết nghĩ Đà Lạt nên xây dựng một cái bộ quy tắc ứng xử bất di bất dịch mà bất cứ một cái thế hệ lãnh đạo nào hoặc là một cái nhiệm kỳ nào thì cũng phải ứng xử theo cái bộ quy tắc đó. Nếu không, những cái thế hệ lãnh đạo tiếp theo mỗi người có một cái cách làm khác nhau thì trong tương lai Đà Lạt sẽ bị cai nát và biến dạng là cái điều không thể nào tránh khỏi được. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đà Lạt ngày nay. Xin kính chúc toàn thể quý vị anh chị và các bạn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Như cái tiêu đề của mình mô tả đấy, thì nếu như mà Đà Lạt một ngày nào đó mất đi cái cảnh quan, mất đi khí hậu và mất đi cái sự lãng mạn vốn có của nó, thì Đà Lạt trong tương lai nó sẽ như thế nào? Liệu rằng Đà Lạt sẽ còn là Đà Lạt hay không? Và du khách đến đây họ có còn những cái tình cảm đặc biệt và khiến cho họ hài lòng để họ quay lại thêm một lần nữa hoặc là rất là nhiều lần nữa hay không? Kính thưa quý vị anh chị và các bạn, như quý vị anh chị đã biết, Đà Lạt là một thành phố du lịch nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả ngoài nước nữa. Ngay cả những du khách ngoại quốc cũng phải trầm trồ và yêu quý cái mảnh đất này, và cũng có rất là nhiều người ngoại quốc họ khi một lần đặt chân đến đây và họ đã quyết định định cư ở lại và xem Đà Lạt như là một cái quê hương thứ hai của mình luôn. Thì có ba yếu tố quan trọng để làm nên một cái vùng đất thật đặc biệt đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi con người khi họ đặt chân đến đây. Khi nhắc đến Đà Lạt và khi du khách muốn đến Đà Lạt thì cái yếu tố đầu tiên người ta hay nhắc đến đó là khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Đây là yếu tố quan trọng nhất, nhất là khi hầu hết những vùng địa phương khác của Việt Nam đều có khí hậu là nhiệt đới gió mùa, nóng bức và khắc nghiệt. Thì chỉ duy nhất Đà Lạt là vùng đất có khí hậu ôn đới, quanh năm mát mẻ, ôn hòa, rất phù hợp cho du lịch và nghỉ dưỡng. Và nếu một ngày nào đó Đà Lạt nó trở nên nóng bức như những cái vùng địa phương khác, nó mất đi cái khí hậu mát mẻ vốn có đã làm nên cái nét đặc trưng riêng của thành phố Đà Lạt này rồi, thì liệu rằng chúng ta có còn muốn ghé đến Đà Lạt nữa hay không? Tại vì khi mà tất cả chúng ta đến Đà Lạt là nhu cầu chủ yếu đầu tiên là nghỉ mát, nghỉ dưỡng và ăn hưởng những cái khí hậu trong lành, mát mẻ. Và thực tế thì trong những năm trở lại đây, chúng ta đã cảm nhận rất là rõ rệt rằng Đà Lạt đã nóng lên so với những cái thời điểm trước. Thì cái nguyên nhân để cho cái tình trạng Đà Lạt nóng lên thì hoàn toàn dễ hiểu thôi. Cũng do cái tình trạng xây dựng của Đà Lạt ngày càng nhiều lên, những cái khối bê tông, những cái khối nhà cửa, những cái khách sạn, những cái khu resort mọc lên như nấm sau mưa, chiếm dần đi những cái khoảng không gian thoáng đãng của thành phố Đà Lạt, và Đà Lạt ngày càng bị bao vây bởi những cái khối bê tông, bao vây bởi những cái phương tiện xe cộ đông đúc và kẹt xe. Bên cạnh đó thì những cái mảng xanh, những cái mảng rừng thông đã dần dần bị biến mất. Và Đà Lạt cũng bị bao vây bởi những cái khối nhà kính, nhà lồng mọc lên rất là nhiều xung quanh thành phố Đà Lạt của những cái hộ kinh doanh nông nghiệp đó, những cái ngành sản xuất nông nghiệp đó. Tuy rằng Đà Lạt nó không phát triển về công nghiệp, nhưng chính những cái khối nhà kính, nhà lồng này người ta cũng hay vi vong rằng đây là những cái công xưởng, những cái công trường rất là đồ sộ của thành phố. Chính những cái công xưởng này nó cũng chả khác gì là những cái nhà máy công nghiệp ở những cái thành phố khác. Đây cũng là cái tác nhân gây nên những cái hệ lụy vô cùng to lớn đối với môi trường, khí hậu và cảnh quan của thành phố Đà Lạt. Và để cho cái máy lạnh thiên nhiên khổng lồ của thành phố Đà Lạt này nó hoạt động một cách trơn tru và hoạt động bền bỉ thì chúng ta cũng phải thường xuyên bảo dưỡng và phải bảo vệ nó. Chứ nếu mà chúng ta không bảo vệ thì một ngày nào đó nó sẽ hỏng và thành phố Đà Lạt sẽ nóng lên là một cái điều dễ hiểu thôi. Và cái yếu tố đặc trưng thứ hai của thành phố Đà Lạt đó là địa hình và cảnh quan. Thì ngoài đặc trưng của khí hậu đó
thì Đà Lạt có địa hình đồi núi thoai thoải cùng với những cái cảnh rừng thông bạt ngàn, những cái không gian thoáng đãng và hoang sơ, cây cối đơm hoa kết trái thì quanh năm, đã để lại trong lòng du khách bao nhiêu là tình cảm tốt đẹp. Người ta hay đặt cho thành phố Đà Lạt là phố núi này, rồi thành phố mùa sương này, rồi thành phố ngàn hoa, rồi tiểu Paris, đó toàn là những cái tên gọi mỹ miều, tại vì nó cũng phản ánh phần nào với cảnh quan và địa hình ở nơi đây. Và cái yếu tố thứ ba, nếu không kể đến thì là một cái thiếu sót vô cùng to lớn, đó là cái di sản kiến trúc, văn hóa và con người. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng làm nên linh hồn của thành phố, với tài sản quý giá là hàng ngàn căn biệt thự và nhiều công trình kiến trúc từ thời Pháp để lại. Nó có tuổi đời vài chục cho đến cả trăm năm, với những đường nét tinh tế, hài hòa, có giá trị vượt thời gian đó quý vị, đã tạo cho Đà Lạt vừa cổ kính vừa hiện đại. Chính ba yếu tố này đã tạo nên một cái thành phố du lịch nổi tiếng, để lại cho bao du khách phải thổn thức và yêu quý khi có dịp đến đây. Tuy nhiên đó, trong vài năm trở lại đây, với sự phát triển như vũ bão của kinh tế thị trường và cái tốc độ phát triển chóng mặt của đô thị hóa, thì Đà Lạt không thể nào tránh khỏi những cái tác động tiêu cực. Nếu không muốn nói là cày nát Đà Lạt, với những cái công trình xây dựng đồ sộ, những khối bê tông vô hồn mọc lên ngày càng nhiều, lấp đầy những khoảng không gian còn lại của thành phố, mà hệ lụy của nó mang lại thì ai cũng nhìn thấy rõ, chỉ có điều người ta không muốn nói ra mà thôi. Có rất nhiều người tiếc nuối hồi tưởng về một cái Đà Lạt của ngày xưa còn hoang sơ và lãng mạn, và lo ngại cho một Đà Lạt của hiện tại và tương lai. Thật sự ra mà nói, khi du khách đến với Đà Lạt và khi xa Đà Lạt, họ đều có những cái ký ức tốt đẹp và những cái kỷ niệm khó quên mà vùng đất này mang lại cho họ. Chính những cái ký ức và tình cảm tốt đẹp đó khiến cho họ và làm cho họ quay lại Đà Lạt rất là nhiều lần nữa, chứ không phải đến một lần để rồi thất vọng và không muốn quay lại nữa. Có người nói rằng không thể để những cái ký ức và những cái hoài niệm cũ cản trở cái sự phát triển của Đà Lạt. Điều đó cũng có phần đúng nhưng vẫn chưa đủ. Tất nhiên Đà Lạt cần sự phát triển để đi lên cho kịp với xu thế của thời đại, chứ không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ được. Tuy nhiên, phát triển không có nghĩa rằng đập bỏ đi những cái giá trị xưa cũ vốn làm nên những nét đặc trưng riêng là linh hồn của Đà Lạt. Phát triển nhưng phải hài hòa, nếu không sẽ làm cho Đà Lạt tan hoang và biến dạng. Cho nên người ta thường nói là ôn cố để tri tân, quả không bao giờ sai. Khi chiếc áo cũ đã rách nát và cũ kỹ thì cần may một chiếc áo mới, đó là điều đương nhiên rồi, nhưng không có nghĩa rằng phải thay đổi những cái đường nét đẹp đẽ, hài hòa của chiếc áo cũ để khoác lên mình một cái chiếc áo hoàn toàn khác, tân thời hơn, hợp với xu hướng và thị hiếu hơn. Và những cái chiếc áo mới đó, nó có cái tác dụng trước mắt thôi, nó cũng khiến cho con người ta cảm thấy mới mẻ, cảm thấy bắt mắt, cảm thấy đẹp, nhưng mà về lâu dài thì sẽ làm cho người ta nhàm chán và muốn vứt bỏ đi ngay lập tức. Tất nhiên những cái điều đó không phải là trách nhiệm của mình, trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương và những cái thế hệ lãnh đạo của tỉnh, của thành phố. Đơn giản tất cả chúng ta, trong đó có mình nữa, thì cũng là những cái người yêu quý Đà Lạt, yêu mến Đà Lạt và lo ngại cho một cái Đà Lạt phát triển trong tương lai, nó sẽ không còn như bây giờ và nó sẽ biến dạng, biến đổi và mất đi những cái nét đặc trưng của Đà Lạt, thì chúng ta cũng có quyền để nói lên những cái ý kiến của mình như vậy đó. Tất nhiên những cái điều đó thì hãy để cho những cái chuyên gia, những cái nhà hoạch định chính sách, những cái nhà kiến trúc học có kiến thức chuyên sâu, kiến thức uyên bác họ làm. Còn chúng ta cũng chỉ là những cái người dân bình thường thôi, đơn giản
chỉ là mắt thấy tai nghe và cảm thấy lo ngại thì nói lên những cái ý kiến, những cái nỗi lòng của mình như thế đó. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị, anh chị và các bạn trong những cái clip tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này và đồng hành với kênh trong khoảng thời gian vừa qua. Xin kính chúc toàn thể quý vị, anh chị và các bạn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.